Nhanh lên, nhanh lên. Tôi xin anh, đừng mang đồ của nhà tôi đi. Cô cút đi, tôi cầu xin anh. Cầu xin anh, đừng mang đồ của nhà tôi đi. Anh mang hết đồ nhà tôi đi thì chị em tôi sống thế nào? Bỏ tay ra, đừng mang đồ nhà tôi đi. Trả lại cho tôi đi. Một toán đàn ông bắt nạt phụ nữ trên phố. Họ là người của Tân Nghĩa Đường, thế lực rất lớn, là một bang hội lợi hại nhất ở vùng này. Đưa khế ước nhà cho tôi. Tôi không đưa, không đưa. Trông chừng nó nhé, về đi. Hay, về đi. Đừng để nó chạy mất. Mau lên. Đứng lại. Tiểu Đinh Đăng, chạy mau. Anh không sao chứ? Không sao chứ? Không sao chứ? Chuyện của con gái nhà họ Mộc, phát sóng 22h40, thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên VTV3.